Chiều ngày 5 tháng 1 vừa qua, dược phẩm Tâm Bình đã xuất sắc được vinh danh trong top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2022. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Tâm Bình góp mặt trong bảng xếp hạng này. Đây là giải thưởng vinh danh các doanh nghiệp có vị thế và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn ngành dược. Các kết quả dựa trên nghiên cứu và đánh giá độc lập theo quy chuẩn quốc tế của Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam, Việt Nam Report, được công bố thường niên dựa trên 3 tiêu chí khắt khe: năng lực tài chính, uy tín truyền thông, sự tín nhiệm của các chuyên gia và cộng đồng. Giải thưởng lần này là minh chứng cho sự đúng đắn trong định hướng phát triển của dược phẩm Tâm Bình. Trong 2 năm vừa qua, chúng tôi đã không chỉ phát huy các tinh hoa của y học cổ truyền mà kết hợp với các tinh chất thiên nhiên được nhập khẩu từ nước ngoài để mang đến các sản phẩm có chất lượng tốt, hiệu quả cao nhưng vẫn đảm bảo an toàn và giá thành hợp lý cho người tiêu dùng. Các tinh chất thiên nhiên được bào chế hiện đại, ứng dụng công nghệ độc quyền của Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc có những ưu điểm vượt trội với tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng và được chứng minh hiệu quả qua các thử nghiệm lâm sàng. Để tiếp nối thành công của 2 sản phẩm trước đó khi kết hợp giữa y học cổ truyền và các tinh chất hiện đại này là mỡ máu Tâm Bình và Veganam Tâm Bình. Năm 2022, công ty đã cho ra thị trường 2 sản phẩm mới là bổ gan Tâm Bình, hỗ trợ giải độc, tăng cường chức năng gan, và hồi xuân Tâm Bình, tăng cường nội tiết tố nữ, rực rỡ tuổi xuân. Với triết lý kinh doanh lấy chữ Tâm làm gốc, trong hành trình 12 năm hình thành và phát triển, dược phẩm Tâm Bình đã xây dựng thành công thương hiệu uy tín với những sản phẩm đông dược nổi tiếng như viên khớp Tâm Bình, đại tràng Tâm Bình, viên gút Tâm Bình và được phân phối tại hơn 20.000 nhà thuốc trên toàn quốc. Giải thưởng này đã góp phần khẳng định vị thế của một thương hiệu dược phẩm hàng đầu Việt Nam. Đây cũng là động lực để Tâm Bình tiếp tục cho ra nhiều sản phẩm chất lượng, hiệu quả với giá thành phù hợp, cũng như góp phần nâng cao hình ảnh đông dược Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.